Sau vụ việc bắt quả tang cơ sở nghi sản xuất kinh doanh phân bón giả vừa rồi đã làm chúng tôi nhớ lại một câu chuyện tương tự thế nhưng ở quy mô lớn hơn về việc xử lý. Và đặc biệt là cái việc xử lý thì ly kỳ như là một bộ phim trinh thám dài tập. Đó là câu chuyện sản xuất kinh doanh phân bón giả của công ty Thuận Phong tại tỉnh Đắk Lắk. Nhắc đến sai phạm của Thuận Phong là nhắc đến sự mệt mỏi của những người trong cuộc. Và dù đang bị đình chỉ hoạt động, thế nhưng công ty này vẫn được phép chuyển đổi mô hình kinh doanh. Tại Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk, tập hồ sơ về sai phạm của công ty Thuận Phong nặng đến 3 kg. Cho tới thời điểm hiện tại thì đây là bộ hồ sơ nặng nhất trong lịch sử thanh kiểm tra các vụ án tại chi cục này. Ăn ngủ không được cũng không thông, nhức đầu, hợp lên hợp xuống đầu. Sai phạm của văn phòng đại diện công ty Thuận Phong tại tỉnh Đắk Lắk được phát hiện từ tháng 10 năm 2015. Là văn phòng đại diện, nhưng công ty này lại trưng bảng chi nhánh và hoạt động như một chi nhánh. Hơn 1.167 chai phân bón lá tại kho đã bị giả mạo chứng nhận quản lý chất lượng của Quaset. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng xác nhận 66 loại phân bón do công ty này sản xuất là hàng giả. Vi phạm đã rõ ràng, nhưng trong báo cáo kết quả xử lý ngày 24 tháng 12 năm 2016, Ban Chỉ đạo 389 Đắk Lắk kết luận, đó không phải là hàng giả và chỉ xử phạt hành chính. Tôi đang có mặt tại văn phòng đại diện của công ty Thuận Phong tại tỉnh Đắk Lắk, nơi mà cuối năm 2015 đã bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý về các cái sai phạm liên quan đến kinh doanh phân bón, đồng thời phải chấm dứt hoạt động và thu hồi các sản phẩm có mặt trên thị trường. Tuy nhiên có một cái điều lạ là đến cuối năm 2016 thì văn phòng này lại được cấp phép để trở thành chi nhánh của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Thuận Phong. Văn phòng đại diện công ty Thuận Phong tại Đắk Lắk hiện không có dấu hiệu hoạt động, nhưng bảng tên chi nhánh thì vẫn còn nguyên. Thế nhưng điều lạ lùng, dù đã bị cấm hoạt động, nhưng công ty này vẫn được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp phép lên chi nhánh từ ngày 1 tháng 12 năm 2016, có mã số thuế, người đại diện, địa chỉ cụ thể. Ngay cả Chi cục Quản lý Thị trường Đắk Lắk cũng bất ngờ về điều này. Nếu trường hợp mà muốn làm tôi là vấn đề là cái sẽ là đầu tư nó đồng ý thật là chi nhánh là cơ quan chức năng quản lý. Một đơn vị ra quyết định cấm hoạt động, trong khi một đơn vị khác lại cấp phép mà không hề hay biết. Dư luận đặt câu hỏi, phải chăng đây là chiêu ve sầu thoát xác để mở đường cho công ty Thuận Phong tại tỉnh Đắk Lắk hoạt động trở lại?